Xin chào, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục là là những hàng hot hot hòn hot này, tiếp tục lại cập bến các bác nhá. Và buổi tối ngày hôm nay lại cập bến được thêm khoảng uh, 50 chiếc thôi. Hơn 50 chiếc. Uh, tất cả các sản phẩm đây đều là đẩy LA. À, các bác thấy chưa? Ngọc Quang cập bến được những uh, chiếc đẩy uh, LA. Phải nói là tuyệt vời. Dòng đẩy LA thì được các bác các anh em tin dùng và tin tưởng tuyệt đối uh, với những sản phẩm cao cấp của hàng bãi thì phải nói đến nó là LA và đặc biệt nhất là cái lô đẩy LA lần này thì đa phần là LA 600 và thi thoảng có những con LA 400, 450 tất cả đều là hàng bãi xịn sò các bác nhá vẫn nguyên bụi bẩn em chưa cả vệ sinh hàng vừa cập bến mời anh em cùng chiêm ngưỡng à, có rất nhiều kiểu dáng rất đẹp à, kiểu rất đẹp các bác nhá rất đẹp phải nói rất đẹp đấy là đàn kinh này mặt đời chữ vàng chữ trắng này chữ vàng này đấy nhiều bác rất ấn tượng với dòng đẩy cái đời chữ này nữa này đấy, rồi thì đời chữ này nữa. Ui xa, rất là đẹp nha Đấy, còn cái chuyện vận chuyển về nó cong một chút này Đấy, thì vệ sinh rồi lắn bóp Đấy, làm cho nó đẹp hơn còn đã nói đến hàng bãi thì không thể nào tránh khỏi méo mó xước sát bẩn bụi là chuyện đương nhiên nhưng sẽ đảm bảo với các bác là hàng zin, hàng xịn chuẩn chỉ vì bên em nhập cũng đã kiểm tra từ bên kia còn về thì nó có những cái gì lỗi hoặc kém em sẽ dồn và bán thành lý nhưng khẳng định với các bác đã là hàng em chọn từ bên kia từng chiếc lật ra lật máy tháo máy em đã kiểm tra theo kinh nghiệm nhà nghề đấy, theo chuyên môn thì em đã lựa chọn những con đẩy zin đẹp còn do vận chuyển nó xước sát chảy xước là chuyện đương nhiên đấy qua nói rất rõ cụ thể còn, còn sau khi chuyển đi cho các bác dùng thì em sẽ cho anh em vệ sinh sạch sẽ kiểm tra kỹ lưỡng Đấy. Rồi, còn đối với dòng đẩy loa này thì các bác cứ yên tâm nó rất là bền Đấy. À, dù rằng nó có những cái nỗi đơn giản như thi thoảng à, có thể là một loa kêu nhỏ hoặc không kêu thì nó chỉ là công tác gạt rất đơn giản thôi gạt đi gạt lại là sẽ rất là ok à, vài lần và các bác sử dụng thường xuyên à, khi các bác sử dụng thì nó rất là ổn định đấy còn lúc mới này thì phải vệ sinh cho nó sạch sẽ còn đã sử dụng thường xuyên thì các bác cực kỳ yên tâm đối với dòng đẩy LA này và nhiều anh em cũng đã biết đã dùng đẩy LA thì các bác cứ À, luôn luôn yên tâm dù nó có không kêu hay dù nó có làm sao thì các bác cứ yên tâm không lo gì phải mất tiền vì nó rất là bền cái trường hợp phải mất tiền để xử lý à, sau này nghĩa là sau này mãi sau này thì rất là ít vì độ bền nó cực bền một điều là cực kỳ là bền và chất âm hay nổi tiếng nói dòng đẩy này khỏe bền đẹp Đấy, và chất lượng chính vậy ngọc hoàng luôn luôn muốn làm dòng đẩy này để cung cấp cho các bác các anh chị em trên mọi miền tổ quốc một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác các bác có nhu cầu về những sản phẩm đẩy bãi xịn và đẩy hàng mới chính hãng hãy liên hệ với ngọc hoàng theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này một lần nữa trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác